À, tôi Vũ Tùng Tám xin kính chào quý khách ạ. Hôm nay là 2 giờ chiều ngày 19 tháng 11 năm 2019. Vâng, thì tôi rất hân hạnh được đón anh Bình ở Điêu Lương. Vâng, lên để ký duyệt bộ sập ngũ phúc và chất liệu bằng gỗ dâu. Đây, vâng. Chiếc sập này có kích thước là 1m6 2m. Vâng, trên ạ. Đấy, trên này ảnh không phải nhầm, để cho anh không ma chuyển xuống sợ lại hay là cái khác không phải cái mình xem mãi đây không. Vâng, vâng, trên hình ảnh quý vị đây là bác Bình nhá, ở xóm Quân Trầm, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Vâng, bác đang ký duyệt chú cháu làm nó đẹp lên nhớ, bác lại bảo phải cái này ký duyệt bộ sập ngũ dâu đây, à chứ sập ngũ phúc và ngũ dâu. À, thế thôi được, cơ bản là chỗ cơ bản thế thôi mà. Và vâng, không phải thế, không lúc bảo không biết mai phải cái đấy không hay là làm cái mà gỗ keo cái gỗ bên nó giống nhau lắm. Vâng, thế cảm ơn anh Bình nhá, và anh đã tin tưởng mà hiện tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để sắm đồ nhá. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Chu Vi của đồ gỗ Tùng Tám nhá. Và hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé.